Chào các bạn nhé. Hôm nay mình trở lại cái vị trí cũ để mình đặt lại một cái bẫy chuột. Cái bẫy chuột là cái bẫy chuột cửa trong á, cái bẫy chuột cửa trong mà hôm bữa mình đã trình bày với các bạn rồi đó. Hôm bữa mình bẫy một con chuột nó khoảng 700-800 gram ở cái vị trí này. Đó. Cái đường này là cái đường trâu đi nhé. Hôm bữa mình đặt bẫy ở vị trí này này. Đây, bữa mình đặt bẫy vị trí này. Hôm nay mình đặt thêm một lần nữa cho các bạn xem. Đó, thì mình đặt ở cái vị trí qua bên đây. Nó cách mấy mét thì các bạn. Mình đặt ở trong cái đám cỏ rậm này. Đấy, bây giờ mình coi nó. Coi nó sập chưa. Rồi, bẫy sập rồi các bạn. Rồi, có con gì đây? Rồi, một con chuột nữa các bạn. Con chuột cũng nhôm nữa. Đây. Đây. Kẹt rồi các bạn. Con này rất là đẹp nha. Con này là cái bẫy này các bạn là nó có hai cái cách cầm. Một là các bạn cầm ở ngay cái cây gài mồi nè. Hai là các bạn cầm ở ngay bên hông. Bên hông, các bạn cầm bên hông này và các bạn không sợ nó cắn nha các bạn. Đây này. Đây này. Các bạn cầm ở bên hông này là không sợ con chuột nó cắn. Con chuột này cũng khá to này các bạn. Đó. Này. Khá là to đấy. Này. Đấy. Các bạn thấy cái bẫy cửa trong nha các bạn. Một cái lò xo rất là nhỏ nha. Nó có tác dụng nó đóng cái cửa, nó đóng cửa chuồng thôi. Đó. Không có cắn được đâu mà mày cắn mày. Đấy. Con chuột không bao giờ nó cắn cái lò xo được, nên cái lò xo mình không có hư ha. Nha các bạn, cái lò xo các bạn không hư thì các bạn xài nó bền. Đó, mà các bạn không lo xảy chuột nữa. Đấy, con chuột nó chỉ có xu hướng nó đẩy cái cửa ra. Đẩy ra thì nó vướng rồi. Đấy. Rồi, mình đẩy ra, mình lấy cái cân này. Con này cũng mình nhắm nó cũng khoảng chỗ 700 gram, 800 gram. Đấy, lấy cái cân ra. Đây, cái cân này các bạn. Rồi, không. Ok. Một ký không hai các bạn. Một ký không hai, cái bẫy của mình nó 2 lạng nha. Rồi con này coi như là nó được 8 lạng. Đấy. 8 lạng các bạn. 8 lạng con chuột. Dạ. Nó cũng khủng dữ ha. Đấy các bạn. Con chuột này khá đẹp ha các bạn. Rồi, 1,02 kg ha. Rồi. Rồi, hôm nay Phúc chia sẻ với các bạn một clip ngắn về cái bẫy chuột này thôi. Cái bẫy chuột này đó, các bạn thấy mình quay ngược lên cũng không sao nha. Quay ngược, quay ngang, quay xuôi thì cái bẫy của mình nó cũng không bao giờ nó xảy chuột hết. Mình chia sẻ các bạn một cái clip ngắn về cái bẫy này. Thì các bạn nào có yêu thích cái kiểu bẫy này thì có thể các bạn kiếm cái clip cách đây vài ba bữa rồi các bạn xem ha. Các bạn xem rồi các bạn chế ra rồi các bạn chơi. Cái bẫy này là mình chỉ làm bẫy chuột cống nhung hoặc là mình bẫy chồn đèn thôi nha các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn bẫy mấy con chồn chồn heo hay là chồn mướp thì các bạn làm cái kích cỡ nó to hơn một chút. Đó. Thì ok hết nha các bạn. Đó. Rồi, thôi. Chào các bạn nha. Chúc các bạn làm được
những cái bẫy như thế này để chúng ta bẫy chuột hoặc là bẫy những con các bạn yêu thích. Quan Hùng Phúc, Phúc làm được thì các bạn làm được nha. Và là những cái bẫy mà nó tương đối nó dễ, không có khó nha các bạn. Phúc làm được thì các bạn làm được thôi. Con chuột này thì nó cũng còn trẻ thôi, còn tơ thôi. Cái răng của nó chưa có vàng lắm. Đó, các bạn thấy, cái răng chưa vàng và chưa có ấy lắm. Thôi, chào các bạn nhé.